Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để trả lời các câu hỏi của anh em hôm nay thì tôi xin nêu thông tin câu hỏi của các anh ha. Thì đó, có một anh có viết comment như thế này: nhà em mỗi tháng 300 kW điện sử dụng ngày trên đêm là 3/7 công suất tức thời. Lớn nhất khi sử dụng bơm nước em đo được vào khoảng 2200W/giờ, thì nên lựa chọn hệ thống nào với công suất và chi phí bao nhiêu là tối ưu nhất vậy ạ? Chúc anh nhiều sức khỏe, em cảm ơn ạ. Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe ạ. Dạ rồi, thì cũng câu hỏi thứ hai thì cũng có một anh có viết như thế này: nhà em dùng một tháng tầm 800k tiền điện, chủ yếu dùng ban ngày. Xin anh tư vấn giúp bộ bấm tải nào cho hợp lý và tiết kiệm. Cảm ơn anh nha. Chúc anh và gia đình sức khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe ạ. Dạ thì hai cái câu hỏi của hai anh nêu ra thì thật ra mà nói á, nói về cái vấn đề mà bên quà lưới á, bám tải và không bám tải, thì nói riêng tôi mà nói á, thì bản thân tôi lại không rành, không có chuyên gì bên này cho lắm, thì mong anh em thông cảm cho ha. Tôi thì cái người sử dụng bên năng lượng mặt trời, mà đặc biệt nhất là bên cái hệ độc lập này đó, thì tôi cũng hay tìm hiểu về bên những cái sản phẩm pin năng lượng nào nó liên quan đến cái hệ độc lập, là cái hệ lưu trữ cái độc lập đó, thì tôi hay tìm hiểu những cái sản phẩm đó để mình nắm kịp cái thông tin gì đó để chia sẻ cùng anh em xem và tham khảo qua ha. Còn cái những cái con biến từng quà lưới bám tải hay là không bám tải thì tôi ít khi có tìm hiểu, tôi ít có khi lắng sang sang bên cái bộ quà lưới đó, thì mong anh em thông cảm cho ha. Thật ra mà nói thì tôi xin nêu hai cái thông tin, hai cái comment của hai anh lên để không phải là để trả lời, nhưng mà chỉ mong rằng anh em thông cảm cho nha, tại vì tôi không có rành về bên cái hệ quà lưới cho lắm ha. Thì anh em cũng có thể là tham khảo thêm nơi cái shop mà bán bên năng lượng mặt trời đó, thì shop người ta bán đủ loại sản phẩm hết, loại nào cũng có bán hết, quà lưới bám tải, không bám tải, hệ độc lập nói chung ha. Thì các nhiều phẩm thì nơi shop bán người ta nắm rành những cái thông tin đó, thì các anh hỏi đến thì có, bây giờ thì cũng có nhân viên tư vấn rõ ràng cụ thể cho các anh, để các anh có đa sự lựa chọn, thì anh em cũng có thể tham khảo nha. Đó, tham khảo nơi các shop kinh doanh bên năng lượng mặt trời ha. Còn cái vấn đề tôi thì tôi chỉ chia sẻ về bên những cái hệ thống độc lập thôi. Đó, những cái hệ thống độc lập này dành riêng cho những cái vùng mà lưới điện quốc gia chưa kéo đến đó, thì tôi hay thường chia sẻ với anh em tham khảo những cái bộ điện với giá cả bình dân, nó tầm tầm với cái túi tiền của cái người nông dân sống nơi vùng sâu vùng xa, vùng lưới điện quốc gia chưa đến. Đó, tôi hay chia sẻ rất là thật tình và chân thật những cái anh em nếu mà cần đến tham khảo những bộ điện nhỏ nhỏ để có điện đi sinh hoạt trong gia đình đó, giống như tôi vậy nè đó. Rồi, xin cảm ơn hai anh rất nhiều nha, chỉ nêu lên vài thông tin xin chia sẻ cùng anh em là vậy nha. Tiếp theo câu hỏi của một anh có viết như thế này: chào bác, em đang có hai tấm pin 150W bằng 300W xài hệ 12V sạc BKM Sure 30A. Em cần sử dụng hai cái quạt và một bóng đèn 100W liên tục 24/24 thì có được không, và sử dụng lưu trữ bao nhiêu AH hệ 12. Em ở khu vực miền Nam. Rồi, như thế này anh ạ, đó thì theo cái thông tin của anh nêu ra thì rất là rõ ràng ở đây. Đó thì như thế này ha. Anh sử dụng liên tục với cái công suất tải là khoảng 100W/giờ 24/24. Như vậy là anh đã sử dụng 24 tiếng đồng hồ, nó tầm rơi khoảng 2,4 kW điện đó. Vậy là tương đương là 2,5 kW điện nha. Rồi, cái số đó điện đó là anh tiêu thụ. Bây giờ mới tính sang cái anh đang có là 300W pin đúng không? Nếu mà anh ở miền Nam á, 300W pin cho một ngày nắng đẹp như vậy nè ha. Nắng đẹp như miền Nam nó đẹp à. Tới chiều bây giờ gần 5 giờ mà nắng còn đẹp vậy. Thì tối đa một ngày nó cũng sản sinh ra được tầm khoảng 1,5 kW điện đó anh. Đó, nên á, anh đang có 300W pin. Thì nó chỉ được 1,5 kg điện thôi. Mà trong khi đó anh đã sử dụng 2,5 kg rồi. Đó, nó thiếu đi 1 kg ha.
Thì cái trường hợp này 300 watt pin nó không đủ nha anh. Đó, theo tôi thấy á, từ 6 đến 800 watt pin nha. Đó, cho miền Nam nắng tốt thì chỉ cần 6 đến 800 watt pin là đủ với cái nhu cầu sử dụng điện nha anh, là 2,5 kg ha. Đó, còn đối với AH ắc quy á thì như thế này. AH ắc quy á hệ 12V á, nó tầm tầm khoảng 300 AH ắc quy bên hệ 12V thì nó mới phù hợp, nó mới cân đối với cái mức điện mà anh tiêu thụ điện nha. Đó. Thì tôi cũng xin nói thêm như thế này một tí ha. Thì trên cái lý thuyết á, là 300 AH ắc quy bên hệ 12V nó tính trên cái lý thuyết là lưu được khoảng 3600 quát điện đúng không? Nhưng mà cái đó trên lý thuyết thôi nha. Cái bình nó chứa điện là chứa bao nhiêu đó, nhưng mà trong quá trình sạc xả mình sử dụng chỉ 50 thôi. Tất nhiên là cái hệ thống lưu trữ nó lưu 3,6 kg khi sạc đầy, nhưng mà trong quá trình mình xả ra, mình xả tầm tầm khoảng 2,5 kg đổ lại là hết đát rồi. Đối với quy là vậy nha. Nên cái hệ thống điện và cái bộ điện này thì tôi thấy khoảng 300 AH ắc quy. Đó, hệ 12V nha. Từ 6 đến 800 watt pin năng lượng mặt trời mới đủ nha anh. Đó. Thì bây giờ anh cũng có thể là đầu tư thêm 2 tấm pin hoặc là 3 tấm pin có cái công suất là 150W nữa. Anh đầu tư nó anh mua thêm pin nó cùng cái công suất như 2 tấm anh đang có, những cái tấm có công suất 150W nữa thì anh mua từ 2 đến 3 tấm nữa. Nếu mà anh có 2 tấm 300W rồi, 4 tấm 600W, 5 tấm nó 750W. Đó thì nó cũng phù hợp cho những ngày mà nắng mưa xen kẽ ha, nó cũng vừa vừa đủ nha anh. Còn nếu mà thời tiết nắng đẹp thì với số lượng pin từ 600-800W thì nắng đẹp thì nó cũng phủ phê ha. Đó. Thì anh cũng có thể là đầu tư thêm pin ha cho nó đủ. Và cái con sạc 30A thì nó không thể nào điều khiển được trên 400W pin bên 22 rồi, thì cái này chắc anh cũng có thể là phải đổi sang cái con sạc nó cao A, cái con sạc 60A nha anh. Đó, theo nếu mà hệ 12 nếu mà cùng cái tấm pin như thế này thôi thì pin mình câu song song hết đi. Đó, mua con sạc BBKM 60A cũng được rồi, không nhất thiết phải đầu tư con sạc MBT làm gì, nó cũng hơi đắt đỏ ha. Đó. Rồi thì qua nội dung trong video nãy giờ tôi chia sẻ cùng anh tham khảo nha. Với nhu cầu sử dụng điện của anh nó là 2,5 kW đổ lại thì tầm tầm 6 đến 800 W. Từ 600 đến 800 W pin năng lượng mặt trời mới đủ nha anh. Còn cái hệ ắc quy là khoảng 300 AH nó mới đủ nha anh. Đó. Và ngay cả cái con sạc nếu mà bên hệ 12V thì anh có thể là mua cái con sạc 60A nha. Đó thì anh lưu ý nếu mà anh muốn có bộ điện anh đầu tư thêm pin thì anh lưu ý là anh đầu tư pin nó cùng cái công suất với những cái tấm pin anh đang có. Ví dụ anh đang có những cái tấm pin có công suất là 150W thì anh đầu tư tiếp theo là gì? Là những cái tấm pin cùng cái công suất để về anh đấu nối nó dễ dàng hơn. Ví dụ như anh đấu nối anh dùng cái con sạc BKM thì tất cả các tấm pin cùng công suất với nhau thì anh nó có thể đấu song song lại với nhau. Hoặc là nếu mà anh muốn mua cái con sạc MBT 60A thì những cái tấm pin này anh cũng có thể là đấu nối tiếp lên với nhau cũng được, hoặc là câu song song cũng được. Đó, thành ra ban đầu mình phải tính sao cho nó đồng bộ ở ban đầu nó sẽ hay hơn, chứ để nhầm khi anh muốn nâng thêm anh nâng cấp thêm pin anh đã có sẵn tấm 150W rồi mà anh mua cái tấm 200W hoặc là 250W hoặc 300W. Đó, sau này nó khó đấu nối lắm, mình khó tạo cặp lắm anh ạ. Đó, thì giờ tôi có một cái ý và một cái lời khuyên chia sẻ cùng anh là vậy ha. Rồi, xin cảm ơn anh nha. Cái video của tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha.